tôi là đệ nhất quốc sư con cặc, cần cố vấn tối cao của tổng thống xạo lộ, tại là quốc trưởng của chính phủ lâm thời Việt Nam Cộng Hòa. Trân trọng kính chào quý vị đồng bào trong nước. Hãy là vấn đề hiện tại, mình nói vấn đề tình hình hiện tại, vấn đề trong nước như thế nào. Thằng bán nước, thằng đó tôi thách. Đúng rồi, cô đã đúng á, cô có thể nên nói với tôi được không? Nè mày nói chuyện với tao, mày cà chớ tao cho mày đi đái nè, đó xạo lộ. Đừng lên đây đừng có hổn nha cứ. Rồi mày chữ hả mày? Sao mày vô văn quá? Ôi mày nói gì nói đi. Thằng chữ con cặc Việt Cộng vô văn quá. Chữ gì đâu mà chữ lọc chữ tiểu đồ. Cái là gì? Con cặc vụ mày coi chừng tao nha. Chút xíu tao tao lóc mày á. Thấy không? Chữ con cặc mày nói chuyện gì mà tồn tiểu quá vậy mày? Thằng hai vụ là thằng mất dạy đó. Nó chuyên ngôn là chữ chữ thề. Thằng chữ con cặc của Cộng sản. Mày đỡ chút xíu tao lóc mày ha. Bây giờ tao không có muốn nói gì cho nhiều.